Thưa quý vị và các bạn, sau đây là những thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Đến nay, tình hình an ninh trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định. Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội và khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an xác định những người tấn công lực lượng chức năng tập trung vào một nhóm đối tượng, lấy lý do khiếu nại về nguồn gốc đất ở sân bay Miếu Môn. Nhóm người này trong 2 năm qua đã nhiều lần gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Điều đáng nói là không ai trong nhóm người này có đất ở, đất canh tác trong diện tích đất mà xã Đồng Tâm đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tháng 11 năm 2019. Mặc dù khiếu nại về nguồn gốc đất ở sân bay Miếu Môn, nhưng khi được các cơ quan chức năng mời đến để đối thoại thì các đối tượng này không hề tham gia. Thậm chí còn cản trở, gây rối, không cho những người dân ở xã Đồng Tâm tham gia buổi đối thoại. Đến nay thì chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, tàng trữ vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Và các đối tượng chúng tôi bắt giữ hiện nay cơ bản đã nhận thức được sai phạm và khai báo cơ bản đã rõ cái hành vi phạm tội, và người chỉ đạo tổ chức chủ mưu trong vấn đề là ông Kình đã chỉ đạo. Nhiều người dân ở xã Đồng Tâm rất bức xúc trước việc nhóm đối tượng đã sử dụng lựu đạn, ném bom xăng, phóng dao tấn công vào các lực lượng chức năng. Ông Cao Xuân Thiết, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đồng Tâm khẳng định việc khiếu nại đất ở sân bay Miếu Môn chỉ có một nhóm đối tượng, không đại diện cho người dân xã Đồng Tâm. Là một nhóm nhỏ và không đại diện cho ai xã Đồng Tâm cả. Chỉ có họ có cái mục đích không đúng thì họ cố gắng bắn lên phê lên mạng thế này thế khác để đánh lừa nhân dân cả nước thôi. Chứ chúng tôi thì không có vấn đề gì cả. Đến bây giờ tôi khẳng định rằng việc làm của nhóm ông Kình là quá sai đối với nhân dân xã Đồng Tâm, mà đã đưa nhân dân xã Đồng Tâm tôi có một số không am hiểu đi vào con đường tức là tội lỗi. Thanh tra Chính phủ cho biết nhóm đối tượng khiếu nại về đất sân bay Miếu Môn không có đất ở, đất canh tác trong diện tích đất mà xã Đồng Tâm đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng, nên theo quy định những người này không có quyền khiếu nại về kết luận thanh tra cũng như khiếu nại về công tác thu hồi đền bù bồi thường đất ở đây. Hiện tình hình an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm đã được đảm bảo, mọi hoạt động sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường. Các lực lượng chức năng thì vẫn đang tiếp tục các phương án để bảo vệ việc xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn diễn ra theo đúng kế hoạch. Đồng thời thì cơ quan công an cũng đang tích cực đấu tranh làm rõ các cái hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng khẳng định vụ gây rối tại xã Đồng Tâm dẫn tới hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối bị chết và một đối tượng bị thương. Những thông tin khác đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Để quý vị hiểu rõ hơn bản chất vấn đề liên quan đến đất sân bay Miếu Môn, sau đây chúng tôi xin tóm tắt những dấu mốc liên quan đến vụ việc để khẳng định đất sân bay Miếu Môn, địa giới xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. Theo hồ sơ, năm 1980, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn trên địa bàn các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc và Đồng Tâm. Tại thời điểm đó, tỉnh Hà Sơn Bình cũ đã bàn giao số diện tích 208 hectare sân bay Miếu Môn cho Bộ Quốc phòng. Do có sự buông lỏng của chính quyền địa phương và đơn vị quân đội được giao quản lý, nên một số người dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức đã lấn chiếm đất canh tác, xây dựng công trình trên diện tích này. Trong số diện tích này, còn có 6 hectare chưa giải phóng mặt bằng và có 14 hộ dân sinh sống. Tháng 10 năm 2014, Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh giao 50,03 hectare đất do Quân chủng Phòng không Không quân quản lý cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tiếp nhận, quản lý, sử dụng vào công trình quốc phòng. Trong đó, bao gồm 47,3 hectare đất thuộc xã Đồng Tâm. Từ tháng 2 năm 2017, khi Viettel tổ chức triển khai thi công dự án, một số công dân khiếu nại và gây mất trật tự ngày càng phức tạp. Những người này chưa bao giờ có đất ở, đất canh tác trong diện tích đất mà xã Đồng Tâm đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng. Từ sau vụ bắt giữ người năm 2017, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và bộ ngành đã thanh tra, giải quyết tất cả các nội dung người dân kiến nghị, tố cáo về quản lý đất đai ở xã Đồng Tâm, cũng như xử lý trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc buông lỏng quản lý.
Đến nay, đã có 30 cán bộ có hành vi vi phạm đã bị xử lý, trong đó có một số cán bộ bị xử lý hình sự. Năm 2019, thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ đã 3 lần tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra và kết luận kiểm tra ra soát, khẳng định toàn bộ đất sân bay Miếu Môn, địa giới xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. Việc này được chứng minh bằng bản đồ gốc từ năm 1992 cùng với 57 cột mốc giới bê tông cốt thép được các đơn vị quân đội cắm mốc từ những năm 1980. Tháng 10 năm 2019, 14 hộ dân ở đất quốc phòng nhất trí với kết luận thanh tra và toàn bộ di rời ra khỏi đất quốc phòng. Năm 1992, theo các quy định của pháp luật, thời điểm đó các đơn vị quân đội đã lập bản đồ chính thức sân bay Miếu Môn, có đóng dấu xác nhận xung quanh đây là bản đồ có giá trị pháp luật, và bản đồ hành chính thành phố Hà Nội, khu vực huyện Mỹ Đức, khu vực xã Đồng Tâm ngày hôm nay là sẽ thể hiện cái đường ranh giới theo đúng này. Và các đồng chí đi kiểm tra tại thực địa báo cáo lại rằng là các cột mốc vẫn còn rất tốt, bởi vì là bê tông cốt thép. Tháng 11 năm 2019, Thanh tra Chính phủ phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức đối thoại với người dân tất cả các xã tiếp giáp với sân bay Miếu Môn thuộc huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức, trong đó có xã Đồng Tâm. Tại cuộc đối thoại, hầu hết người dân đồng tình với kết luận thanh tra là đất sân bay Miếu Môn, địa giới xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. Những ngày qua thì trong khi các lực lượng chức năng đang nỗ lực để ổn định tình hình tại Đồng Tâm thì một số phần tử lại sử dụng mạng xã hội trong và ngoài nước để phát tán nhiều video clip hoặc nội dung xuyên tạc, bóp méo vụ việc, khiến cho nhiều người dân bị hiểu lầm, gây hoang mang dư luận. Trao đổi với phóng viên của chúng tôi, đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho biết, cơ quan này đã yêu cầu các nhà cung cấp mạng xã hội phải tuân thủ luật pháp của Việt Nam, gỡ bỏ những nội dung xuyên tạc, kích động bạo lực, đồng thời khuyến cáo người dân phải hết sức cảnh giác trước thông tin không chính thức về tình hình Đồng Tâm trên mạng xã hội. Như chúng ta đã biết là trong cái vụ Đồng Tâm thì có rất nhiều những video clip, những cái video livestream rất là dài, 3-4 tiếng đồng hồ. Khi mà chúng tôi yêu cầu là gửi qua, vì đây là những nội dung kêu gọi người dân, thậm chí là chống đối những người thi hành công vụ, thậm chí kêu gọi cả giết người. Còn đối với người dân thì tôi xin rất là mong là người dân qua những cái sự việc như thế này, chúng ta phải có một cái trang bị, những cái bộ lọc, những cái sự cảnh giác đối với những cái thông tin ở trên mạng mà chưa được kiểm chứng. Vì bây giờ ở trên mạng xã hội rất nhiều những cái kẻ xấu, những cái thế lực thù địch họ đã lợi dụng để họ tung tin và kích động, và cái hậu quả thì nó đã rất rõ ràng, và nó có rất nhiều những cái ảnh hưởng chi phối đến cái cuộc sống của nhân dân. Xin được nhấn mạnh lại, vào tháng 11 năm 2019, tại cuộc đối thoại với công dân xã Đồng Tâm và các xã tiếp giáp sân bay Miếu Môn, Thanh tra Chính phủ đã khẳng định toàn bộ 238 hectare đất thuộc địa bàn 3 xã Trần Phú, Mỹ Lương, Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ và xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi, giao cho quân đội từ năm 1980 để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.